Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo chính quyền xây dựng các đề xuất cho một kế hoạch chiến thắng mới. Nhưng lần này là những hành động nội bộ nhằm giúp đất nước tồn tại trong điều kiện chiến tranh. BBC Ukraine dẫn những nguồn tin giấu tên trong chính quyền Kiev cho biết đây là tài liệu sẽ ảnh hưởng đến các quyết định nội bộ trong nhiều lĩnh vực công nghiệp quân sự, quốc phòng, kinh tế, chính sách xã hội và những lĩnh vực khác. Nguồn tin cho biết, mục tiêu là làm mọi thứ có thể để duy trì sự thống nhất và đạt được kết quả trong các lĩnh vực phát triển khác nhau của đất nước. Đồng thời họ nói rằng, sáng kiến như vậy không phải là giải pháp thay thế cho kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Một nguồn tin trong chính quyền của ông Zelensky cho biết, Tổng thống đã ra lệnh liên quan đến việc phát triển kế hoạch này. Nó sẽ được chuẩn bị và trình bày cho người Ukraine vào cuối năm nay trong khi kế hoạch chiến thắng của ông zelensky được trình bày trước đó là một loạt các yêu cầu đối với phương tây đó là lời mời ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ngay lập tức tăng quy mô cung cấp vũ khí của phương tây dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí chống các mục tiêu bên trong nước nga nato triển khai năng lực gian đe chiến lược tại ukraine đầu tư của phương tây vào nền kinh tế ukraine và đóng góp của ukraine vào an ninh châu âu trong tương lai khi xung đột kết thúc quân đội Ukraine vừa qua đã thông báo trong một bài đăng tải trên Telegram cho biết các lực lượng vũ trang Kiev đã sử dụng UAV tấn công căn cứ Lipet 2 vào buổi đêm, nhắm vào các kho đạn dược, kho chứa nhiên liệu và trang thiết bị trên không tại địa điểm này. Theo phía Ukraine, căn cứ này nằm ở khu vực Lipet ở phía tây nước Nga, nơi đặt các tiêm kích Su-34, Su-35 và MiG-31. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ chiến đấu cơ nào chịu thiệt hại trong các cuộc tấn công này hay không. Trong cuộc tấn công thứ hai, sâu hơn vào lãnh thổ Nga, khoảng hơn 900 km từ biên giới Ukraine, các UAV của Kiev cũng đã nhắm vào một nhà máy sản xuất vũ khí lớn ở khu vực Nini Novgorod. Được biết, nhà máy công nghiệp quốc phòng sở hữu nhà nước còn được biết tới là nhà máy s này chuyên sản xuất đầu đạn, đạn pháo và các tên lửa phòng không. Mỹ áp lệnh trừng phạt lên nhà máy này vào tháng 7 năm 2023 vì vai trò của nó trong việc sản xuất thuốc nổ, chất hóa học, thiết bị kích nổ và đạn dược hỗ trợ kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo đó, Ukraine cho biết Họ cũng sản xuất được bom lượn dẫn đường, vũ khí có khả năng phá hủy cao giống như cách Nga đã sử dụng để nhắm vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các hoạt động tấn công trên đã cho thấy Kiev có khả năng nhắm tới các cơ sở quân sự chủ chốt bên trong nước Nga. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích chiến tranh cho biết chiến dịch tấn công sâu này có thể làm phức tạp thêm những hoạt động của Moscow tại Ukraine. Các cuộc tấn công vừa đề cập cũng là những cuộc tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tương tự được tiến hành vào những tuần trước đó, nhắm vào các căn cứ không quân, kho đạn dược cơ sở lưu trữ vũ khí và các địa điểm khác đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chiến đấu của Nga. Hiện tại, Ukraine chủ yếu dựa vào các UAV tấn công sản xuất trong nước trong chiến dịch này bởi Kiev bị hạn chế sử dụng các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu trong nước Nga. Kiev từ lâu đã cố gắng thuyết phục đồng minh dỡ bỏ các hạn chế này khi dẫn ra rằng chúng cản trở khả năng chiến đấu hiệu quả. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nhận định với báo giới đầu tháng này rằng đầu Năm Góc đã ghi nhận việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công UAV tầm xa thành công nhằm vào các mục tiêu như các kho đạn dược của Nga, bên cạnh các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng. Mặc dù quan chức trên cho rằng các kết quả sẽ không diễn ra ngay lập tức bởi các mục tiêu nằm xa tiền tuyến, tuy nhiên vị này cũng nhận định chúng tôi nghĩ những cuộc tấn công này sẽ phần nào tác động đến tình hình trong xung đột. Đồng quan điểm, ông George Barros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, nhận định với Business Insider rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể gây khó cho Moscow trong việc tái khởi động các hoạt động tấn công vào mùa xuân tới. Ông Barut cũng cho rằng, thậm chí trước các chiến dịch tấn công ồ ạt gần đây của Kiev, nhịp độ tiến công của Nga đã chậm lại ở phía đông Ukraine. Theo phân tích của ông Barut, chiến dịch của Ukraine nhắm vào các cơ sở chiến lược như các kho đạn dược sẽ làm quân đội Moscow khó khăn hơn, trong khi họ vốn có thể tiếp tục tấn công mạnh mẽ trong những tháng tới đặc biệt khi thời tiết sắp trở nên tệ hơn và tác chiến trở nên khó khăn hơn. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen thông báo Washington có kế hoạch đóng góp 20 tỷ đô la Mỹ cho gói vay của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dành cho Ukraine. Cụ thể, phát biểu với báo giới tại Washington, Bộ trưởng Janet Yellen cho biết các nhà lãnh đạo G7 sắp hoàn tất kế hoạch cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ theo bà, các nhà lãnh đạo có ý định hỗ trợ cho Ukraine vào cuối năm nay, nhưng vẫn còn một số công việc nữa để hoàn thiện các chi tiết. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định, khoản vay này không được cấp từ thuế của người Mỹ, mà được hỗ trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản Mỹ đóng băng của Nga. Ngoài ra, bà Yellen cho biết ngay tuần tới, Mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới mạnh mẽ nhằm kiềm chế khả năng của Nga trong xung đột với Ukraine, bao gồm cả các bên trung gian ở các nước thứ ba đang cung cấp cho quân đội Nga về nhiều mặt. Bộ trưởng Mỹ không đi vào chi tiết về vấn đề này. Trước đó, Nghị viện châu Âu đã phê duyệt khoản vay lên tới 35 tỷ euro, tương đương với khoảng 37 tỷ đô la Mỹ cho Kiev như một phần của gói tài trợ. Riêng Nhật Bản, quốc gia không thuộc EU nhưng cũng có kế hoạch đóng góp 3,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Mỹ vẫn đang là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraina. Kể từ khi xung đột Đông Âu bùng nổ, Washington đã phân bổ khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraina kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022 trong đó khoảng 70 tỷ đô la Mỹ vũ khí và thiết bị quân sự. Tiếp theo sau đó là Đức, Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, con số trên có thể lớn hơn rất nhiều nếu như phát biểu hồi đầu tháng 10 của ông Donald Trump là chính xác. Cụ thể, chia sẻ với Fox News, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay đã kịch liệt phản đối cách Mỹ đang viện trợ Ukraine mà quên đi việc nước Mỹ vừa bị bão tàn phá. Ông Donald Trump nói, chúng ta đã gửi gần 300 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng có những người dân chịu ảnh hưởng bởi bão Helen chỉ nhận được 750 đô la Mỹ tiền hỗ trợ. Bắc Carolina bị thiệt hại nặng nề, nhưng không một ai xung quanh tới giúp đỡ họ. Tôi đã tới đây, tôi thấy một người đàn ông mất nhà và phải ngồi trên một tảng đá. Truyền thông Ukraine sau đó đã phản bác lại tuyên bố của ông Donald Trump, cho rằng con số mà cựu Tổng thống Mỹ đưa ra là không chính xác. Tờ Kiev Post nói rằng Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 tới nay. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Luke Pola vừa qua viết trên mạng hội X cho hay hơn 200 phi công Ukraine đã được đào tạo tại Anh và vừa có một nhóm nữa tốt nghiệp. Cụ thể, ông Pola viết Hôm nay, tôi đã tham dự lễ tốt nghiệp của những phi công mới nhất từ chương trình đào tạo của không quân Hoàng gia Anh. Những phi công này sẽ sớm lái máy bay F-16 của Ukraine. Anh sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Trong khi đó, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh. Ông Valery Zaludny trên mạng xã hội cũng khẳng định nhóm phi công thứ ba của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện tại quốc gia này. Ông Zaludny cũng gửi lời tri ân tới quốc gia đã hỗ trợ Ukraine đào tạo phi công. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn chính phủ và người dân Anh vì đã tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nhờ sự ủng hộ này mà chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Nhờ có Vương quốc Anh, chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi thực sự biết ơn tất cả các nhân viên đã đào tạo phi công của chúng tôi. Tôi hy vọng họ đã chuẩn bị tốt và các giảng viên không thất vọng. Đại sứ nói thêm rằng rất sớm thôi những chàng trai này sẽ ra trận. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhóm phi công Ukraine đầu tiên được đào tạo tại Anh cũng đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Bộ quốc phòng Anh thời điểm đó cho biết trong thời gian ở Anh, các học viên Ukraine chỉ bay với máy bay Rotoutho vì không quân Anh không có F-16 trong biên chế. Các giảng viên người Anh đã hướng dẫn các phi công Ukraine về quy trình xử lý chung, bay bằng thiết bị điều hướng và bay theo độ hình phù hợp với tiêu chuẩn của NATO. Sau đó, nhóm phi công Ukraine tiếp tục di chuyển sang Đan Mạch, nơi họ được thực tập lái những chiếc F-16 thực thụ. Hiện tại, các học viên là F-16 của Ukraine đang được huấn luyện tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó, có căn cứ không quân quốc gia Morris ở Arizona của Mỹ, căn cứ không quân Skrytrap của Đan Mạch và một địa điểm ở Romania. Tuy nhiên, The Wall Street Journal đưa tin, Mỹ đang chuyển trọng tâm đào tạo phi công F-16 của Ukraine từ những phi công giàu kinh nghiệm sang những học viên trẻ hơn. Quyết định này có thể trì hoãn nhiều tháng để Ukraine nhận được một phi đội máy bay chiến đấu F-16 hoàn chỉnh. Theo ấn phẩm trên, quyết định này được đưa ra do Ukraine thiếu phi công có kinh nghiệm, thành thạo tiếng Anh. Một số quan chức Mỹ cũng cho rằng học viên trẻ hơn có thể dễ tiếp cận với các phương pháp đào tạo của phương Tây.